Ủy ban điều tra Nga ngày 1 tháng 4 thông báo mở cuộc điều tra nhằm vào Mỹ, Ukraine và phương Tây với cáo buộc liên quan đến vụ tấn công khủng bố gần Moscow. Ủy ban điều tra Nga tuyên bố trên nền tảng nhắn tin Telegram theo Sputnik ngày 1 tháng 4, sau khi xem xét lời kêu gọi của Trưởng Ban Quốc gia Hạ viện Nga, Ủy ban điều tra Nga quyết định điều tra nghi vấn Mỹ, Ukraine và các nước phương Tây khác tổ chức, tài trợ và thực hiện hành động khủng bố nhằm vào Nga. Cuộc điều tra sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng dữ liệu thu được trước khi đưa ra quyết định, tuyên bố cho biết thêm. Ông Nikolai Khadrytonov, một trong những nghị sĩ kêu gọi điều tra, khẳng định phương Tây hưởng lợi từ vụ tấn công gần Moscow vào tháng trước, theo RT. Ông này nói, Mỹ và đồng minh thực hiện hành động khủng bố trên lãnh thổ Nga thông qua bàn tay của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và đặc vụ Ukraine. Đồng thời nhấn mạnh, giới lãnh đạo chính trị Mỹ và Ukraine cũng như cơ quan tình báo của những quốc gia này phải bị buộc chịu trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức, tài trợ và triển khai chiến dịch khủng bố nhằm vào Nga. Trong khi đó, cơ quan an ninh liên bang Nga mới đây thông báo 4 tay súng bị bắt giữ ở Cộng hòa Dagestan thuộc Nga vào ngày 1 tháng 4 có mối liên hệ với vụ tấn công khủng bố nêu trên. Cơ quan an ninh liên bang Nga khẳng định 4 đối tượng này liên quan trực tiếp đến kế hoạch tài trợ và cung cấp phương tiện khủng bố cho những kẻ trực tiếp xả súng. Trong đoạn video được cơ quan này công bố, mặt của nhóm nghi phạm này bị làm mờ. Một đối tượng thừa nhận rằng y đích thân vận chuyển vũ khí cho những kẻ trực tiếp ra tay ở khu phức hợp Krogostity Hall. Trước đó, vào ngày 22 tháng 3, nhiều đối tượng vũ trang tràn vào Krogostity Hall và bắt đầu xả súng khiến hơn 140 người thiệt mạng. 4 nghi phạm chính, tất cả đều là công dân Tajikistan, cố gắng chạy khỏi hiện trường nhưng bị bắt giữ và bị buộc tội khủng bố. Giới chức Nga tin kế hoạch của những đối tượng này là trốn sang Ukraine, nơi những kẻ chủ mưu tấn công đã sắp xếp sẵn nơi trú ẩn cho chúng. Mỹ và Ukraine khẳng định họ không có bất cứ mối liên hệ nào với cuộc tấn công nêu trên. Washington nhấn mạnh ISISK, một nhánh của IS, là thủ phạm duy nhất.